xem đơn đăng ký, điền điểm vào, chọn phương pháp thay thế. Tiếng gì đó? Chắc mình nghe nhầm thôi. Coi chừng đó. Chúc mừng năm mới, nghỉ lễ vui vẻ nha. Nhớ bung lụa trong kỳ nghỉ đông đó. Nghỉ đông rồi. Yeah. Bye bye. Cô sẽ nhớ mấy đứa lắm. Chờ đã. Có ai vẫn còn trong phòng học à? Ba cà rồng, người băng và búp bê Squid Game. Hả? Tránh ra. Hả? Mấy em viết sai hết trơn rồi. Colette phải viết là E nha. Các em không giỏi viết à? Ngồi xuống đi, mình học thôi. Học ư? Thôi được. Em làm xong rồi. Để cô kiểm tra. Em đói quá. Ô không, máy của mình tất cả là rối mù rồi. Làm sao mà sửa được đây? Em cần gì à? Không sao đâu, cô Jennifer. Hãy chơi kéo co nào. Yeah. Với cô Jennifer. Hả? Cô hả? Cũng được ha. Nghe vui đó chứ. Nào, kéo đi. Ta phải thoát ra. Mình phải sửa sang lại móng tay thôi. Hả? Xem cánh tay kìa. Hả? Trò chơi kết thúc. Sao cũng được. Các em làm bài kiểm tra nha. Thời gian bắt đầu. Búp bê có học kìa. Này, cho mình xem với. Cậu vừa nói gì à? Ờ, lạ nhỉ. Này, cho mình biết câu trả lời đi. Hả? Xem bài. Đừng có cử động. Kỳ lạ ghê. Hiu, xích nữa thì giúp mình với. Cho mình xem bài với. Họ sao thế này? Ô, hiểu rồi. Mình chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Ô, cảm ơn nha. Nè, còn mình thì sao? Chúng ta sẽ giải phương trình nha. Này, mọi người lại đây. Lại đây. Nào, lại đây với mình. Đây là kế hoạch trốn thoát. Mình đang ở đây, nên mình sẽ đi qua bên đây nha. Yeah, kế hoạch tuyệt vời. Tự do ơi. Ủa? Oops. Ăn mừng sớm quá ha. Kế hoạch của em xịt rồi. Cô mình lạnh lùng quá. Mình cần cây bút. Ô, cậu có dư nè. Cậu lấy bút của mình rồi. Cho mình mượn nha. Không ai được đụng vào đồ của mình hết. Mình tạo kiểu gì đây nhỉ? Wow, cuộc chiến giữa nước và lửa. Nước đúng là thứ mình cần rồi. Đây chính là kiểu tóc hoàn hảo. Hả? Đừng có phá nữa. Bút của cậu đây nè. Đứng yên, mình sẽ uống máu của cậu. Cậu ấy đông lại rồi, mình sẽ rã đông cho. Thích quá đi. Nhưng hơi đó thì đâu ra vậy? Mình có ý này. Hãy trốn ra đi. Hả? Ô, đi thôi. Ảnh chiếu của mình. Ồ không, nó bốc hơi cả rồi. Này, mình không thấy gì hết. Cửa ở đâu vậy? Hơi dày quá đi. Theo cô nào. Cô sẽ dẫn đường cho. Cô cũng sẽ làm bay hơi luôn. Cô làm thế nào ấy nhỉ? Hả? Chúng ta ngồi vào bàn học rồi.
mình buồn ngủ quá đi. Mình sắp thiếp đi rồi. Wow, trong khi cơ thể mình đang ngủ thì mình có thể trốn ra nè. Hả? Em ấy đi đâu nhỉ? Được thôi, mình cũng sẽ ngủ luôn. Tốt lắm. Nhanh cái chân quá nhỉ. Vào bàn nhanh lên. Cô đang nhìn đó nha. Ồ, đổ sông đổ biển hết trơn rồi. Cô Jennifer, cô muốn xem ảo thuật không? Cũng được. Đây là cái cây. Ủa, nó mất tiêu rồi. Wow, tuyệt vời. Hoan hô. Cũng không có gì đặc sắc so với mấy thứ cô từng xem. Một lần nữa. Này, giúp mình với. Chú ý. Ba la. Bùm chiêu. Wow, hay thật đó nha. Cô sẽ thích trò tiếp theo cho mà xem. Cuộc biến mất ngoạn mục. À, em gọi đó là ảo thuật à. Ai lại đi đóng cửa vậy? Đưa cô tắm áo choàng. Mấy đứa, ra đi. Chào. Ngồi xuống đi. Mình học tiếp thôi. Trúng đích. Này, dừng lại đi. Có phải mình đâu. Mình sẽ không trượt đâu nha. Yeah. Đủ rồi đó. Cậu tự chuốc lấy đó nha. Công lý đã được thực thi. Mùi gì thế nhỉ? Thật đấy à. Các em định ăn ở đây luôn à? Vâng, đến giờ ăn trưa rồi. Ồ, thôi được. Cô cũng đang đói. Mấy em nướng kẹo trắng cho cô nha. Dạ. Wow, nóng quá à. Cảm ơn nha. Cái máy làm cho mình khó chịu quá đi. Mình nên làm gì đây? Ước gì mình có thể nhìn được chính mình ở góc nhìn khác. Này, người băng, cậu giúp mình tạo kiểu tóc nha. Hả? Được chứ. Nice. Cảm ơn nha. Trông hợp với mình lắm á. Chắc là vậy. Mình đói quá. Mình biết nên ăn gì rồi. Mình lỡ làm đông cậu ấy lại rồi. Sẵn cậu cầm túi giúp mình nha. Mấy em viết bài luận nha. Làm tốt lắm. Ma cà rồng lại làm biến nữa rồi. Sao em lại tự soi mình trong gương nữa rồi hả? Mình phải làm gì với em ấy bây giờ đây? À phải rồi, búp bê voodoo chưa bao giờ làm mình thất vọng. Em nghĩ thế nào về kiểu tóc này nè? À, chuyện gì thế này? Máy của mình. Hả? Viết bài luận đi, rồi cô sửa lại cho. Em làm ngay đây. Rất tốt. Chào, đây là nơi mình chụp ảnh kỷ niệm đúng không ạ? Em vào đi. Cứ sợ là không kịp giờ chứ. Mọi người nói cheese nào. Lại gần chút đi. À, cứu với. Cứu mình với. À, cứu. Em ấy bị gì vậy ta? Mặt nạ làm em ấy sợ à. Ồ, cảm ơn nha.
Giống các em tuyệt lắm đó.